Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 149 của bộ truyện Tiên hiệp Mãng Hoàng Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn goctruyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, khi Kỷ Linh thi triển pháp môn đột phá, lập tức thần thể sinh ra hấp lực ngập trời. Ở bên trong thế giới lao tù này vốn là có trận pháp cực lớn thu lấy hỗn độn tinh hoa, hình thành hỗn độn linh dịch. Nhưng giờ phút này Kỷ Linh đột phá lại điên cuồng hấp thu lực lượng ở trong hỗn độn, khiến cho hỗn độn ở trong thế giới lao tù vốn đang rất bình tĩnh thong thả thoáng cái dâng trào lên. Oanh ầm ầm, ở trong hỗn độn hấp thu lực lượng bị Kỷ Linh hút vào trong cơ thể, điên cuồng chuyển hóa thành thần lực. Dùng kiếm đạo làm hạch tâm chuyển hóa thành thần lực so với thiên thần chư lực thì tinh thuần hơn rất nhiều, dĩ nhiên là chân thần thần lực. Thần lực điên cuồng được hấp thu, thần thể của Kỷ Linh không ngừng chuyển đổi lột xác, mỗi một phần thần lực trong cơ thể đều được lột xác. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Làm sao ta không hấp thu thần lực được nữa rồi vậy? Tuy thế giới lao tù này có trận pháp để trích năng lượng trong hỗn độn, chặn đi hơn 9 thành năng lượng, nhưng chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng hấp thu mà duy trì được. Vì sao hiện tại chúng ta không hấp thu được chút nào vậy? Hỗn độn đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại điên cuồng mãnh liệt đến như thế này? Những tù nhân tổ thần tổ tiên ở trong thế giới lao tù, kể cả chân thần chân tiên như Thích Ngục Chân Thần, có thể từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng đều đang rất nghi hoặc. Sao đột phá ư? Có tu luyện giả thần ma đột phá ư? Xem tình hình như thế này, ít nhất là đột phá đến chân thần, thậm chí rất có thể đột phá đến tổ thần rồi. Những tù nhân cảm ứng đến hỗn độn mãnh liệt rất nhanh liền hiểu ra, chỉ là bọn hắn nghi hoặc khó hiểu. Nếu có thực lực đột phá, ở bên ngoài đã đột phá, bị giam giữ ở đây là không có biện pháp ngộ đạo. Gần 3 hỗn độn kỷ nguyên đều không có một tù phạm nào xuất hiện loại đại đột phá như thế này. Vậy ai đang đột phá đây? Có chút tù phạm thì nghĩ tới khán thủ giả mới đến kia. Chẳng lẽ là tên khán thủ giả kia sao? Bên trong hạp cốc, Thích Ngục Chân Thần đang tỉa hoa liền nhíu mày. Pháp môn thần ma luyện thể của tam giới hấp thu chính là tinh thần chi lực, như Xích Minh Kiểu Thiên Đồ hấp thu chính là lực lượng của ngôi sao Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh. Một ít pháp môn thần ma luyện thể khác thu nạp Bắt Đầu Thất Tinh hoặc rất nhiều lực lượng tinh thần khác. Lực lượng tinh thần từ nơi nào đến đây? Ở trong hỗn độn ngưng tụ ra tinh thần, tinh thần lại tản mát ra lực lượng. Nói đơn giản, tinh thần chi lực chính là lực lượng hỗn độn trải qua chuyển hóa thành lực lượng tinh thần. Loại lực lượng này càng thêm dễ dàng để hấp thu, mà bộ khô tịch thế giới thần này lại càng thêm cao minh hơn. Ở lúc đột phá có thể trực tiếp từ trong hỗn độn mà hấp thu. Thế nhưng chỉ là trong tích tắc đột phá mới có thể trực tiếp từ trong hỗn độn hấp thu được. Tựa như trong tích tắc Xích Minh Cửu Thiên Đồ đột phá, trực tiếp giáng lâm Thái Âm Chân Thủy, Thái Dương Chân Hỏa. Bình thường lúc tu luyện vẫn cần con đường bình thường thu nạp lực lượng tinh thần. Pháp môn khô tịch thế giới thần có thể thu nạp hết thảy lực lượng tinh thần, ngay cả lực lượng hàn băng tinh mà Kỷ Linh đang ở cũng có thể hấp thu được. Nếu như Kỷ Linh cảm ngộ chút ít hỗn độn chi đạo, như vậy cho dù tu luyện bình thường cũng có thể từ trong hỗn độn hấp thu lấy sức mạnh. Trên đồng cỏ, Kỷ Linh khoanh chân ngồi, chung quanh hắn sớm đã có một cái hố to phẳng phất như thiên thạch trụi lạc, chính là vì trước kia lực lượng hỗn độn mãnh liệt ảnh hưởng mà tạo thành. Vù vù, Kỷ Linh liền mở mắt. Ta đã thay đổi rồi. Kỷ Linh cảm thấy sự cường đại của mình giờ phút này. Trước đó tuy mình là thiên thần, nhưng bởi vì Đào Ngô Thập Bát Thần Ma duy nhất bản tôn lại xem như nửa bước chân bước vào cánh cửa chân thần, mà bây giờ mình đột phá đến chân thần lại có thể xem như một nửa bước chân vào tổ thần. Phóng nhãn khắp tam giới, mặc dù là Tam Thanh, Phật Tổ Như Lai, mặc dù là Tọa Nhân Thị, Thần Nông Thị hay Phục Hy Thị, thậm chí là Vô Gian Môn, Ma Thủ Đạo Tổ, Hoàn Mộc Chi Chủ, bọn hắn cũng chỉ là chân thần mà thôi. Kỷ Linh nhẹ giọng tự nói, ta cũng là chân thần, thậm chí xem như nửa bước chân vào tổ thần. Rốt cục cũng đã có lực lượng cải biến toàn bộ chiến cuộc của tam giới rồi. Đại năng giả trong tam giới đều là chút ít chân thần đạo tổ. Tam Thanh, Như Lai, Tọa Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Hy Thị, Bồ Đề, Hậu Nghệ, Ma Thủ Đạo Tổ hay Hoàn Mộc Chi Chủ, tất cả đều là chân thần, cũng là đạo tổ. Sở dĩ bọn hắn có thể phát huy ra thực lực cấp độ lãnh tụ, có thể so sánh với tổ thần, là bởi vì bọn hắn cảm ngộ đại đạo quá cao. Như Phật Tổ Như Lai, năm đại thiên đạo kim mộc thủy hỏa thổ tất cả đều hiểu được. Hơn nữa, năm đại thiên đạo kết hợp lại, thực lực liền tăng vọt. Cảm ngộ đối với hỗn độn chi đạo cũng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Bằng vào ngộ đạo mới để cho hắn có thể có được thực lực tương đương với tổ thần. Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Tọa Nhân Thị cũng là như thế, đều là ngộ đạo cực cao. Hoặc là cảm ngộ âm dương thiên đạo, hoặc cảm ngộ năm thiên đạo kim mộc thủy hỏa thổ, đều là cảm ngộ rất cao mới tương đương được với tổ thần. Thực lực đạo tổ phân chia bao gồm: đạo tổ bình thường chính là bình thường nhất, cảm ngộ 1-2 thiên đạo. Đạo tổ đỉnh phong là thái cực chi lực, vô cực chi lực, kiếm lực, một ít lực lượng đạt tới tầng thứ 5. Đứng đầu là cấp độ tổ thần. Năm đó Trúc Dung, Cộng Công, Tổ Long, Phượng Hoàng tuy chỉ nắm giữ một loại thiên đạo, kém Tam Thanh Như Lai rất nhiều, nhưng bằng vào thần thể cương đại như cũ là chiến lực cấp độ lãnh tụ. Chỉ là ở thượng cổ tranh giành tranh đấu bị chết đi một ít, ở thượng cổ phá diệt đại chiến lại chết đi một ít nữa. Nữ Oa lại rời đi, Phục Hy chuyển thế thành nhân tộc, đến nay còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chỉ là chân thần đạo tổ mà thôi, cũng không phải tổ thần. Tổ thần trong vô gian môn cũng chết trận chút ít. Tâm Ma Chi Chủ càng thân dung thiên đạo. Phóng nhãn khắp tam giới, hôm nay tổ thần chính thức kỳ thực chỉ có một người, đó chính là Vạn Ma Chi Chủ. Kế tiếp chính là Kỷ Linh. Kỷ Linh xem như nửa bước chân vào tổ thần. Cảm ngộ của ta so sánh với những lãnh tụ khác còn khiếm khuyết đôi chút, bất quá ta đi chính là con đường kiếm lực. Ta ỷ vào chính là kiếm lực tầng thứ 5, cùng kiếm pháp siêu việt, thiên đạo cực hạn, lại phối hợp thần thế, nửa bước chân vào tổ thần, thực lực hẳn là cấp độ lãnh tụ rồi. Kỷ Linh đã giao thủ cùng Ma Thủ Đạo Tổ, đối với thực lực của mình có định vị cực kỳ minh xác. Vô Gian Môn Thần Vương. Trong mắt Kỷ Linh có sát ý mãnh liệt, sau khi thực lực cường đại, loại sát ý này càng muốn bộc phát ra. Ta đã thay đổi, thế giới cũng sẽ phải thay đổi. Kỷ Linh thấp giọng nói, thanh âm của hắn ẩn hàm sát ý vô tận. Trước kia hắn nhẫn nại, nhẫn nhịn là vì thực lực chưa đủ, mà thực lực bây giờ đã đủ rồi. Ta cũng không vội, trước chữa trị tầng ngoài của thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Có thần kiếm Tử Quang Quỳnh trong tay, thực lực của ta lại tăng thêm một bậc rồi. Kỷ Linh phất tay thu bia đá kiếm pháp Bích Ngọc Thần Điện, lập tức hóa thành một đạo hắc sắc điện xà lóe lên liền biến mất ở phía chân trời, bay về chỗ Ngũ Hành Thần Đỉnh. Kỷ Linh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Ngũ Hành Thần Đỉnh, quay đầu nhìn bệ đá phong cách cổ xưa ở bên cạnh. Bên trên bệ đá, thần kiếm toàn thân là vết sách như trước. Tử Quang Quỳnh. Kỷ Linh mắt nhìn thần kiếm, lập tức vung tay lên. Rào rào, vô số pháp bảo trống rỗng xuất hiện, mỗi một kiện đều tản ra uy áp kinh người, hầu như lập tức ở bên cạnh xếp thành một tiểu sơn. Đây là Kỷ Linh vơ vét hơn 100 tên chân thần chân tiên mà lấy được, hầu như tất cả đều là tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, vơ vét nhiều chân thần chân tiên như vậy, còn để cho Kỷ Linh đạt được một kiện hỗn độn kỳ bảo. Kiện hỗn độn kỳ bảo này chính là bộ dáng một cây chùy, có thể phát ra lôi điện vô tận. Nhiều tiên thiên linh bảo như vậy cũng vô dụng. Kỷ Linh xa xa chỉ vào Ngũ Hành Thần Đỉnh một cái. Lên! Ong! Ngũ Hành Thần Đỉnh lập tức bắt đầu phát ra uy áp, tai của đỉnh càng phóng ra 5 đạo hào quang. Đi vào! Thần lực phóng thích ra, mang theo kiếm ý sắc bén lan qua những tiên thiên linh bảo kia. Chỉ thấy từng kiện tiên thiên linh bảo, đao, kiếm, búa, trâu không ngừng bay vào trong Ngũ Hành Thần Đỉnh. Bên trong Ngũ Hành Thần Đỉnh điên cuồng xoắn giết phá hư, thu thập ngũ hành chi tinh trong đó. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, gần 30 kiện tiên thiên linh bảo đã bị Kỷ Linh lém vào, tất cả đều biến thành chất thải. Bộ phận không gian ngũ hành ẩn chứa ngũ hành chi tinh ở trong thần đỉnh thì nhiều hơn không ít. Vô số tiên thiên linh bảo từng đám đã bị ném vào. Một màn này đủ để cho bất kỳ một đại năng giả nào của tam giới cũng phải run sợ. Kỷ Linh cũng có chút đau lòng, nhưng vì thần kiếm Tử Quang Quỳnh hết thảy đều đáng giá. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong Ngũ Hành Thần Đỉnh truyền đến từng đợt thanh âm cắn nát pháp bảo. Pháp bảo vốn được xếp thành một tiểu sơn, mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng liền nhỏ đi. Rất nhanh, đống pháp bảo kia đã tiêu hao hầu như không còn. Ồ, được nhiều ngũ hành chi tinh như vậy ư? Kỷ Linh nhìn Ngũ Hành Thần Đỉnh, ở trong không gian của Ngũ Hành Thần Đỉnh thì ẩn chứa rất nhiều ngũ hành chi tinh. Đại lượng chất thải ở trong Ngũ Hành Thần Đỉnh bay ra đại đỉnh, chất thải chất thành từng đống giống như núi ở phía xa xa. Thần lực của Kỷ Linh lôi cuốn lấy những chất thải này, tùy ý mà quăng ra. oanh, ném ra ngoài mấy trăm dặm. Hiện tại dựa theo kinh nghiệm lần trước chữa trị, nhiều ngũ hành chư tinh như vậy cũng nên đủ rồi. Kỷ Linh quay đầu nhìn về phía thần kiếm. Vèo, thần kiếm lập tức bay lên, lơ lửng ở trước người Kỷ Linh. Giá! Kỷ Linh hét lên một cái, chỉ thấy vô số chất lỏng đủ mọi màu sắc từ trong ngũ hành thần đỉnh bay ra, từng vòng quấn quanh bao vây lấy thần kiếm. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh lập tức chấn động, như một tên ăn mày đói khát thấy mỹ vị, bắt đầu điên cuồng mà cắn xé, xuyên thấu qua khí lưu ngũ sắc mơ hồ kia, mắt thường có thể chứng kiến mặt ngoài của thần kiếm chậm rãi được khôi phục. Những vết sách kia dần dần trở nên nhỏ đi, thậm chí đã biến mất. Thời gian trôi qua, khí lưu ngũ sắc không ngừng bay ra ngoài, không ngừng bị thần kiếm Tử Quang Quỳnh hấp thu. Tốc độ của thần kiếm khôi phục rõ ràng chậm hơn tốc độ phá hư những tiên thiên linh bảo kia rất nhiều. Thu nạp ngũ hành chi tinh trọn vẹn hơn một canh giờ, rốt cuộc tất cả ngũ hành chi tinh đều tiêu hao hầu như không còn. Sao? Kỷ Linh nhìn thần kiếm lơ lửng ở trước mắt, chân mày hơi nhíu lại. Thần kiếm này vô cùng xinh đẹp, có vẻ đẹp làm cho lòng người phải rung động. Thế nhưng ở trên thân kiếm như trước còn có hai vết rách rất nhỏ. Đây là hai vết rách cuối cùng trên thân kiếm. Lại vẫn chưa hoàn thành ư? Kỷ Linh nhíu mày. Làm sao bây giờ? Thần dương pháp bảo, tiên thiên linh bảo hầu như tiêu hao hết rồi. Hỗn độn kỳ bảo chỉ còn có một kiện, mà ngũ hành thần đỉnh này uy lực lại có hạn, không nhất định có thể hủy diệt được hỗn độn kỳ bảo. Kỷ Linh nói thầm, ngũ hành thần đỉnh là tiên thiên linh bảo sơ cấp, muốn hủy diệt hỗn độn kỳ bảo, thu thập ngũ hành chi tinh sẽ cực kỳ khó khăn. À, đúng rồi. Kỷ Linh chợt nhớ tới một bảo vật, tâm ý liền khẽ động, giữa không trung lập tức xuất hiện một khối lỗi bộ dáng giống viên hầu, đúng là vạn vật sứ giả. Vạn vật sứ giả này đã bị hư hao, giữ lại cũng vô dụng thôi. Vô Gian Môn hao phí cái giá rất lớn mới luyện chế ra mấy tên như vậy, mỗi một cái để cho đạo tổ khống chế, có thể triển khai lực lượng tiếp cận cấp độ lãnh tụ. Bảo vật này có thể so sánh với hỗn độn kỳ bảo, nhưng công dụng còn lớn hơn, dùng tài liệu cũng cực kỳ trân quý. Kỷ Linh âm thầm gật đầu, ngũ hành chi tinh ẩn chứa trong đó nhất định cũng rất nhiều. Tuy uy lực của vạn vật sứ giả cao, nhưng cường độ bản thân khô lỗi chỉ tương đương với tiên thiên linh bảo cực phẩm, vì muốn đạt tới cấp độ hỗn độn kỳ bảo quá khó khăn. Đi! Kỷ Linh không chút do dự ném vạn vật sứ giả vào ngũ hành thần đỉnh. Tạch tạch tạch, vạn vật sứ giả bắt đầu bị cắn nát. Nếu như chính diện cưỡng ép phá hư, tiên thiên linh bảo cực phẩm rất khó bị phá, thế nhưng ngũ hành thần đỉnh lại dễ dàng làm được. Đây chính là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc với nhau. Hao phí một hồi lâu, toàn bộ vạn vật sứ giả mới bị thu thập thành một đống chất thải, vô số ngũ hành chi tinh hội tụ lại. Một vạn vật sứ giả luyện ra ngũ hành chi tinh còn nhiều hơn trăm kiện tiên thiên linh bảo. Khó trách Vô Gian Môn kia dốc hết lực lượng toàn bộ trận doanh cũng chỉ luyện chế ra được có 10 tên. Con mắt của Kỷ Linh tỏa sáng, dẫn đạo ra ngũ hành chi tinh, chỉ thấy khí lưu ngũ sắc bay ra, lần nữa quấn quanh thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Ong! Thần kiếm Tử Quang Quỳnh phát ra kiếm ngân, nhanh chóng hấp thu những ngũ hành chi tinh này lại. Kỷ Linh thì cẩn thận nhìn chằm chằm hai vết sách cực lớn kia. Hai vết sách kia nhanh chóng nhỏ đi, thậm chí hoàn toàn đã biến mất. Sau đó, một ít hoa văn nghiền nát trong nội bộ của thần kiếm Tử Quang Quỳnh cũng dần dần khôi phục, nhưng nội bộ khôi phục liền khó khăn hơn rất nhiều. Một lát sau, ngũ hành chi tinh tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng nội bộ khôi phục lại ít đến có thể xem nhẹ. Bắc Hưu Thế Giới Thần nói quả không sai. Kỷ Linh nhẹ giọng thở dài nói, chữa trị tầng ngoài rất dễ dàng, thế nhưng chữa trị bên trong lại khó khăn hơn gấp trăm lần, ngàn lần. May mắn bản nguyên của thần kiếm này vẫn hoàn hảo, dùng chút tiên thiên linh bảo cùng vạn vật sứ giả như vậy liền chữa trị được tầng ngoài, có thể triển khai một bộ phận uy năng của thần kiếm rồi. Kỷ Linh khẽ vươn tay, thần kiếm liền bay tới. Kỷ Linh cầm thần kiếm trong tay, cảm thấy thân kiếm ẩn ẩn chứa uy năng bất khả tư nghị. Bởi vì nội bộ thân kiếm như tổ ong, vẹn vẹn chỉ có tầng ngoài hoàn hảo, cho nên chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng mà thôi. Thật là đáng sợ. Kỷ Linh nhẹ nhàng vung kiếm lên. Vèo, không gian phía trước như bị phân liệt, tạo thành một khe nứt như hạp cốc, trực tiếp kéo dài hơn vạn dặm. Tuy chỉ có thể triển khai bộ phận uy năng nhỏ, nhưng trước làm cho lòng người kinh sợ. Thần kiếm này phóng nhãn khắp tam giới, luận về tấn công chỉ sợ ta là đệ nhất rồi. Chỉ có mấy người am hiểu phòng thủ như Hoàn Mộc Chi Chủ, Phật Tổ Như Lai mới có thể chính diện ngăn trở ta được thôi. Kỷ Linh nhẹ giọng tự nói. có chui thần kiếm này hay không đối với thực lực ảnh hưởng quá lớn. Không sử dụng thần kiếm, Kỷ Linh cũng coi như cấp độ lãnh tụ tương đương với tổ thần, nhưng dùng thần kiếm Tử Quang Quỳnh ở trong cấp độ lãnh tụ là cực hạn. Về phần ai mạnh ai yếu, giao thủ mới biết được. Dù sao cách thượng cổ phá diệt đại chiến quá lâu, ai cũng không biết thực lực của các đại năng giả đến cùng mạnh như thế nào. Có lẽ có đại năng giả đã che giấu thực lực. Ví dụ như Phật môn Giác Minh Phật Tổ. Giác Minh Phật Tổ cũng tu luyện khô tịch thế giới thần, càng có cửu nguyên diệt thần hung. Ví dụ như Phật môn Giác Minh Phật Tổ cũng tu luyện khô tịch thế giới thần như hắn, lại có cửu nguyên diệt thần thông. Kỷ Linh tin tưởng sau khi tuế nguyệt dài dằng dặc như thế qua đi, thực lực của Giác Minh Phật Tổ khẳng định rất bất phàm. Nhưng ở trong tam giới, Giác Minh Phật Tổ lại rất ít xuất hiện. Các đại năng giả bình thường cũng chỉ có hắn trở thành chân thần đạo tổ bình thường mà thôi. Ở trong trường hạo kiếp, ta cần cẩn thận, không xuất ra thần kiếm thì thôi, một khi thần kiếm được xuất ra thì nhất định phải có hiệu quả của kỳ binh. Kỷ Linh rất rõ ràng, đột nhiên bộc phát át chủ bài mới dễ dàng sinh ra kỳ hiệu. Thần kiếm Tử Quang Quỳnh xuất hiện, nhất định phải lấy mạng của đại năng giả bên phe trận doanh Vô Gian Môn tới thử kiếm. Thu! Kỷ Linh tâm ý khẽ động, thần kiếm lập tức bay vào trong cơ thể Kỷ Linh, tiến vào trong không gian kim đan rèn luyện. Hiện tại nên đi đối phó Thích Ngục Chân Thần rồi. Kỷ Linh vô cùng khát vọng Khuy Thiên Thái Hạo Tháp. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất đúng là thời gian tu luyện. Nếu như hắn có thể hiểu được một ít thiên đạo, như vậy thì có hy vọng thành tựu tổ tiên tổ thần. Soạt, trong tay Kỷ Linh xuất hiện một thanh Bắc Minh Kiếm. Bắc Minh Kiếm tổng cộng có 6 chuôi. Trải qua đoạn thời gian gần đây chiến đấu giết chóc, một ít tù phạm chân thần chân tiên cận kề cái chết không muốn cúi đầu, Kỷ Linh không chút nương tay mà chém chết, cũng làm cho 5 chuôi Bắc Minh Kiếm khác của Kỷ Linh bước vào cấp độ hỗn độn kỳ bảo. Bất quá dựa theo Bắc Hưu thế giới thần phân chia, 6 chuôi Bắc Minh Kiếm của Kỷ Linh đều chỉ có thể xem như hỗn độn kỳ bảo hạ phẩm. Hỗn độn kỳ bảo Bắc Hưu thế giới thần lưu cho Kỷ Linh có ghi chép, có thể phân chia là hạ phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Đối phó Thích Ngục Chân Thần, Bắc Minh Kiếm là đã đủ rồi. Kỷ Linh cầm Bắc Minh Kiếm trong tay, vèo một cái hóa thành một đạo hắc sắc điện xà biến mất ở phía chân trời. Bên trong sơn cốc, một tên nam tử tóc bạc đứng ở trước bụi hoa, nhẹ nhàng hái xuống một đóa, cúi đầu người người, chỉ là thần sắc của hắn như cũ có chút tối tăm phiền muộn. Khán thủ giả ư? Nam tử tóc bạc thì thào tự nói, lại là hắn sao? Trước đó hỗn độn khởi động, Thích Ngục Chân Thần cũng suy đoán ra hẳn là ai đó đã đột phá thành chân thần, hoặc là đột phá thành tổ thần, mà những tù nhân bị giam giữ kia ở thế giới lao tù quá lâu, muốn đột phá sớm đã đột phá rồi, bị giam giữ ở trong thế giới lao tù đột phá khả năng rất thấp, cho nên khả năng lớn nhất là tên khán thủ giả may mắn đạt được thế giới lao tù kia đột phá. Tên dị tộc kia thực lực không phải là chuyện đùa, nếu như hắn thực sự đột phá vậy thì có chút phiền phức rồi. Sắc mặt của nam tử tóc bạc tối tăm phiền muộn. Hắn là khán thủ giả, chỉ sợ có rất nhiều bảo vật, tuy phòng ngự của ta lợi hại, nhưng nếu như cùng hắn đối chiến hao tâm tổn sức, ta cũng hao tổn không lại hắn ta. Hắn ta chỉ có thể ở trong thế giới lao tù này chậm rãi từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng, bởi vì thế giới lao tù có đại trận bao phủ, tuyệt đại đa số lực lượng đều bị trận pháp luyện thành hỗn độn linh dịch cả. Hắn có thể hấp thu quá ít, mà khán thủ giả lại có thể thu nạp lực lượng ngoại giới để bổ sung, so sánh sự hao tổn, tự nhiên hao tổn không lại với khán thủ giả này. Thích Ngục Chân Thần đột nhiên ngẩng đầu, xa xa một đạo hắc sắc điện xà lóe lên, đã đến trên không trung của sân cốc. Đúng là một thiếu niên áo trắng, trong tay cầm thanh thần kiếm màu đen. Thiếu niên áo trắng từ trên cao đáp xuống, khí tức bình thường tựa như phàm nhân, thế nhưng sắc mặt của Thích Ngục Chân Thần lại đại biến, lập tức cười lạnh nói: lần trước giao thủ còn không được bao lâu, người lại tới, xem ra trước kia đột phá thật là ngươi rồi. Đúng vậy, là ta. Kỷ Linh cầm Bắc Minh Kiếm trong tay liền đi tới. Cho dù đột phá thì như thế nào chứ, trước đó ta không thi triển bất luận thần thông gì, có thể đơn giản ngăn cản ngươi. Đừng nói là ngươi, ngay cả tổ thần, tổ tiên có đến, ta cũng có thể ngăn cản lại. Thích Ngục Chân Thần lạnh như băng nhìn Kỷ Linh nói. Hắn tự nhiên có ngạo khí. Năm đó ở Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, hắn đã từng mấy lần ở trong tay tổ thần tổ tiên trốn chạy để giữ mạng. Người mạnh ta mới thích chứ. Kỷ Linh cười cười, cất bước tiến lên, một tay cầm kiếm, Trong hai tay Thích Ngục Chân Thần xuất hiện một cây đoạn côn, trịnh trọng nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, khí thế lập tức bộc phát, phảng phất như bàn cổ khai thiên tích địa. Thần kiếm trong tay chém ra, một kiếm này ra trong tích tắc, phảng phất như thiên địa sụp đổ. Thần kiếm màu đen cực lớn mang theo uy năng vô tận đánh tới Thích Ngục Chân Thần. Song côn của Thích Ngục Chân Thần hóa thành hai đường vòng cung ẩn ẩn hình thành thái cực đồ cực lớn, đồng thời ngăn cản một kiếm đáng sợ kia. Bành! Kiếm của Kỷ Linh phảng phất như bàn cổ vung búa, bổ vào chỗ cặp côn kia giao nhau, lệnh cho Thích Ngục Chân Thần đột nhiên bay ngược lại, chấn cho mặt đất sân cốc phải tạo ra một khe rãnh cực lớn. Hoa hoa thảo thảo đã bị càn quét thành bột phấn, ngay cả vách núi phía xa xa cũng xuất hiện vết rách. Minh Nguyệt kiếm thuật Thiên Băng Thước, kiếm thuật của ngươi so sánh với lần trước lại tăng lên rồi. Thích Ngục Chân Thần đứng ở trong khe rãnh nhìn Kỷ Linh nói, chẳng những thần thể cường đại hơn quá khứ rất nhiều, kiếm thuật cũng có thể ở trong thời gian ngắn mà tăng lên như vậy sao? Hắn lại không biết rằng ở trong Nguyệt Hạ Đàm khổ tu 600 năm, lại trải qua mấy trận sinh tử chém giết, hơn nữa ở trong thế giới lao tù từng chàng sinh tử chém giết. Những chàng sinh tử chém giết này phảng phất như đá mài dao, không ngừng cọ sát ra tiềm lực. Sau khi tiềm tu 600 năm của Kỷ Linh, kiếm thuật của hắn tự nhiên đã có một chút chu kỳ bộc phát tăng lên. Côn thuật của ngươi vẫn huyền diệu như trước. Kỷ Linh một tay cầm kiếm tiến lên, thoáng một cái đã tới gần Thích Ngục Chân Thần. Một vòng tàn nguyệt xinh đẹp lập tức được sáng lên. Đối mặt một kiếm xinh đẹp như thế, thần sắc của Thích Ngục Chân Thần lại càng trịnh trọng, nắm lấy song côn kiệt lực mà ngăn cản. Phốc! Kiếm rốt cục cũng bị ngăn lại. Thích Ngục Chân Thần lại không dám buông lỏng chút nào, bởi vì kiếm tiếp theo của Kỷ Linh lại tới tiếp. Kiếm quang sáng lên, phảng phất như lần này vốn là mặt trời rực rỡ, sau đó mặt trời bị mây đen che lấp đi, thiên địa một mảnh đen kịt. Đối mặt một kiếm đáng sợ kia, để cho Thích Ngục Chân Thần có lại cảm giác giống như ác mộng vậy. Phốc phốc phốc! Kỷ Linh thi triển đều là vô ảnh thức trong Minh Nguyệt kiếm thuật, quỷ dị và nhanh chóng. Kiếm pháp vốn quỷ dị nhanh chóng, ở dưới thần thể nửa bước chân bước vào tổ thần phát huy, tốc độ càng nhanh hơn, lực lượng lại càng kinh người hơn một chút. Tuy tốc độ so với lần trước chỉ nhanh hơn chút xíu, thế nhưng dù sao trước kia cũng đã siêu việt thiên đạo cực hạn rồi, hiện tại lại tăng lên một tầng, khiến cho độ khó ngăn cản cũng tăng vọt. Ta ghét nhất là loại kiếm pháp như này. Thích Ngục Chân Thần liên tiếp ngăn ba kiếm, bị ép phải thi triển ra thần thông ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay phân biệt có một thanh đoản côn bắt đầu kiệt lực mà ngăn cản. Kiếm của Kỷ Linh chỉ có một thanh, chỉ một thanh kiếm này liền để cho Thích Ngục Chân Thần cố gắng hết sức. Kiếm pháp siêu việt thiên đạo cực hạn, hắn học được ở đâu vậy? Thích Ngục Chân Thần cắn răng thầm nghĩ, thần thể cũng mạnh như vậy rồi, kiếm pháp huyền diệu như thế, vì sao còn học được kiếm pháp siêu việt thiên đạo cực hạn đây? Nếu như không có kiếm pháp vượt qua thiên đạo cực hạn, như vậy Thích Ngục Chân Thần ngăn cản sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ sáu cánh tay đi ngăn cản một thanh kiếm cũng cực kỳ cố sức. Vô ảnh thức quỷ dị mờ ảo còn nhanh hơn cả điện, phảng phất như thiên địa sụp đổ. Thiên Băng Thức thì lại hung mãnh, Tích Huyết Thức tựa như một tên thích khách lập tức bộc phát ra, tốc độ cực nhanh. Kiếm chiêu của Kỷ Linh liên tục mà biến ảo. Vô ảnh thức làm cho trong lòng Thích Ngục Chân Thần run sợ chật vật. Kiếm pháp này quá quỷ dị khó lường. Thiên Băng Thức thuần túy dùng lực để áp người, mỗi lần đều lệnh cho Thích Ngục Chân Thần bay ngược lại. Tích Huyết Thức thì cực kỳ sắc bén, mỗi lần Kỷ Linh ra một kiếm đều để cho Thích Ngục Chân Thần chảy mồ hôi lạnh. Kỳ thực lần trước giao thủ, ngăn cản Tích Huyết Thức này vẫn rất nhẹ nhàng, dù sao ít biến hóa, chú trọng tốc độ nhanh hơn. Nhưng lúc này đây, tốc độ của Kỷ Linh càng nhanh hơn nữa, mặc dù biến hóa ít hơn nhiều. Một khi tốc độ nhanh đến trình độ nào đó, liền để cho Thích Ngục Chân Thần phải run sợ. Nếu như nhanh nữa, chỉ sợ Thích Ngục Chân Thần ngay cả chặn cũng không kịp, trực tiếp bị một kiếm xuyên qua đầu lâu. Ta nhận thua. Bỗng nhiên một giọng nói liền vang lên. Kỷ Linh sững sờ. Thích Ngục Chân Thần xa xa liền tránh lui. Hắn liền nhìn Kỷ Linh, trong đôi mắt có một tia không cam lòng cùng với bất đắc dĩ. Sao, nhận thua ư? Kỷ Linh cũng có chút kinh ngạc. Tuy lần này là vì Khuy Thiên Thái Hạo Tháp mà đến, thế nhưng Thích Ngục Chân Thần đích thực là đối thủ cực kỳ khó tìm. Đối mặt với Minh Nguyệt kiếm thuật của mình, vậy mà có thể chống đỡ hơn 10 kiếm, quả thực không thể tưởng tượng. Kỷ Linh cho rằng có đối thủ như vậy ma luyện mình là sự tình rất cao hứng. Dù sao cùng tổ thần tổ tiên giao thủ, Kỷ Linh tạm thời còn không có ý định này. Bởi vì toàn bộ thế giới lao tù, tổ thần tổ tiên bị giam giữ tổng cộng chỉ có 16 vị. Những tổ thần tổ tiên này mỗi người đều mạnh hơn mình rất nhiều. Có thể trở thành tổ thần tổ tiên ở vấn đề ngộ đạo cũng sẽ không hề thấp. Không phải những tù phạm chân thần chân tiên này có khả năng so sánh được. Chỉ sợ luận một ít chiêu thức tấn công thôi, mình không nhất định có thể thắng được người khác. Tựa như luận chiêu thức vậy, tuy mình là kiếm lực tầng thứ 5, lại siêu việt thiên đạo cực hạn. Thế nhưng Thích Ngục Chân Thần này là thái cực chi lực, vô cực chi lực đều ở tầng thứ 5, kết hợp lẫn nhau. Tuy thần thể yếu hơn mình, nhưng như trước kiên trì lâu đến như vậy. Những tổ thần tổ tiên kia mình bây giờ còn chưa thể mơ tưởng mà đụng tới. Tuy nói có thần kiếm Tử Quang Quỳnh, mình đi chiến đấu một phen cũng có nắm chắc tránh lui nhất định. Thế nhưng ai biết ở trong những tổ thần tổ tiên này có một ít thủ đoạn đặc thù hay không. Dù sao những người này luận thần thể, kim đan đều có thể so sánh với Vạn Ma Chi Chủ. Tồn tại như vậy không thể theo như lẽ thường. Cho dù ở Cửu Phương Hỗn Độn Quốc chẳng hạn, bọn hắn cũng là tồn tại gần với 3 vị Cửu Phương Quốc Chủ. Cửu Phương Hỗn Độn Quốc pháp môn so với tam giới thì lại càng tiên tiến hơn. 16 vị tổ thần tổ tiên này Kỷ Linh không có cách nào mà dự đoán. Một khi bản tôn giao chiến mà bị diệt sát đi, muốn tu luyện trở lại thì thật không dễ dàng. Bởi vì bản tôn của Kỷ Linh hôm nay đã là chân thần, vượt qua đại cảnh giới, một phân thân đột phá, phân thân khác cũng theo chân mà đột phá. Đây là một loại quy tắc trong tối tăm. Lúc đột phá, đó là hỗn độn bắt đầu khởi động, lực lượng chủ động quán thâu đến trong cơ thể. Lúc ấy, các phân thân của Kỷ Linh cũng đồng dạng được lực lượng hỗn độn quán thâu. Cái phân thân kia là chân thần, muốn tu luyện sang 17 phân thân sẽ cần hao phí thời gian cực kỳ lớn. Đúng vậy, nhận thua. Lần trước ngươi 3 đầu 6 tay, ta cũng có thể nhẹ nhõm mà ngăn cản. Thích Ngục Chân Thần lắc đầu nói, hiện tại ta thi triển thần thông 6 tay, ngươi chỉ dùng 1 thanh kiếm, ta cũng ngăn cản cố sức như vậy. Tâm thần tiêu hao thật lớn, cảm giác tối đa chỉ có thể chịu được mấy kiếm, ta cũng phải thua không thể nghi ngờ. Kiếm pháp của ngươi tăng lên nhanh như vậy, lại có kiếm pháp vượt qua thiên đạo cực hạn, thua ngươi ta tâm phục khẩu phục rồi. 3 kiện hỗn độn kỳ bảo của ta cũng có thể cho ngươi, thế nhưng ta hy vọng tương lai ngươi có năng lực có thể thả tự do cho ta. Tốt thôi. Kỷ Linh gật đầu, tương lai mình sẽ tuân theo lời thề bổn mạng, giống như Nữ Oa Nương Nương ly khai trong tam giới tiến vào hỗn độn vô tận, thời điểm tìm được Thiên Tương Cung có năng lực thả những tù phạm thần phục này cũng không có gì. Thích Ngục Chân Thần am hiểu phòng thủ như vậy, bản thân chính là một thế hệ cực kỳ sợ chết. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu thần phục là chuyện rất bình thường. Kỷ Linh siêu hồn xong, cầm 3 kiện hỗn độn kỳ vật liền rời đi. Thực lực có thể lợi hại như vậy, ở chân thần chân tiên chói sáng như vậy, quả thật là có chút kỳ ngộ. Sau khi Kỷ Linh siêu hồn liền biết được Thích Ngục Chân Thần đã từng đạt được truyền thừa cùng một vị thế giới thần, còn chiếm được 4 kiện hỗn độn kỳ bảo. Khuy Thiên Thái Hạo Tháp là một cái trong số đó. Thích Ngục Chân Thần dùng 2 kiện hỗn độn kỳ bảo khác đổi đôi Minh Phong Liệt Không Côn. Hắn có thể dùng chân thần chi thân cùng tổ thần tổ tiên giao thủ, đôi Minh Phong Liệt Không Côn kia là không thể bỏ qua công lao. Thích Ngục Chân Thần cũng từ trong truyền thừa kia học được thần thông lợi hại. Đáng tiếc loại truyền thừa này đều có lời thề bổn mạng trói buộc, mặc dù siêu hồn cũng không cách nào điều tra ra được. Kỷ Linh điều tra trí nhớ của rất nhiều chân thần chân tiên, có thể đi đến một bước này đều có được kỳ ngộ của riêng mình. Vù vù, Kỷ Linh đáp xuống trên một ngọn núi, tay lật lên liền xuất hiện một tiểu tháp. Tiểu tháp chỉnh thể là màu trắng bạc, phía trên có một tầng kim quang nhàn nhạt. Thân tháp thì hình dáng kim tự tháp. Kỷ Linh nâng tiểu tháp liền ẩn ẩn cảm giác được thời không chung quanh tiểu tháp có chút hỗn loạn. Dưới tình huống bình thường, thời không là cực kỳ vững chắc, tồn tại như Bồ Đề Đạo Tổ có thể ảnh hưởng đến thời không, mà tiểu tháp này đồng dạng cũng có thể làm được. Luyện hóa thôi. Thần lực của Kỷ Linh xâm nhập vào, nhanh chóng luyện hóa hỗn độn kỳ bảo này. Trong tích tắc luyện hóa thành công, khí tức của tiểu tháp hoàn toàn thu liễm, cũng trở nên bình thường, cũng không còn thả ra kim quang nữa. Không luyện hóa, bảo vật đều có được uy năng của mình. Một khi luyện hóa, hết thảy theo tâm ý của chủ nhân, biến nào bộ dáng mặt ngoài cũng dễ dàng. Vào! Kỷ Linh tâm ý khẽ động, trên đỉnh sơn phong này chỉ còn lại có một kim tự tháp bình thường đang lơ lửng. Sao vậy? Kỷ Linh nhìn ra xung quanh, đây là một không gian phương viên khoảng 100 trượng, không gian cực kỳ ổn định, tốc độ chảy của thời gian hiển nhiên là bất đồng. Thật là kỳ lạ. Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn, cái không gian hình dáng kim tự tháp này ở đỉnh cao nhất có từng vòng hào quang, đó là thời không ẩn ẩn chấn động. Ở bốn góc không gian khác cũng ẩn ẩn có từng vòng hào quang. Thần lực của Kỷ Linh thẩm thấu toàn bộ hỗn độn kỳ bảo, cũng có thể rình mò đến thần văn không ngừng lưu chuyển trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp này. Cải biến thời không, hơn nữa là thời không ổn định ư? Kỷ Linh sợ hãi mà thán phục. Tuy năm đó Nữ Oa Nương Nương có thể làm được, nhưng đó là mượn nhờ đại trận, hơn nữa là cố định không có cách nào di động. Mà đây là hỗn độn kỳ bảo, luận thủ đoạn đại năng sáng tạo Khuy Thiên Thái Hạo Tháp này chỉ sợ còn mạnh hơn cả Nữ Oa Nương Nương năm đó. Đương nhiên, Nữ Oa Nương Nương đã sớm tiến vào hỗn độn vô tận rất lâu rồi, hôm nay sẽ là thực lực càng thêm cao minh gấp 10 lần nữa. Thần thức của Kỷ Linh cùng phân thân ở ngoại giới tương liên, tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được tốc độ chảy thời gian ở bên trong ngoại giới khác. Tốc độ chảy thời gian nhanh hơn nữa. Kỷ Linh bắt đầu thử, pháp lực nhanh chóng tiêu hao, tốc độ chảy thời gian tăng lên, từ trước kia gấp 10 lần tăng lên tới gấp 20 lần, 30 lần. Pháp lực tiêu hao cũng đang nhanh chóng tăng vọt, càng ngày càng kinh người. Gấp 20 lần tốc độ chảy thời gian, pháp lực của ta bổ sung cũng tiêu hao tương đương. 30 lần tốc độ chảy thời gian thì có chút cố sức, 40 lần coi như cũng được, 50 lần có chút khó khăn. Kỷ Linh tăng tốc độ chảy thời gian lên tới 50 lần ngoại giới, liền dừng lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bản tôn cùng nguyên thần thứ hai của ta đều ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp. Đối với Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, gánh nặng quá lớn, bản tôn ở bên ngoài chinh chiến chém giết, nguyên thần thứ hai an tâm ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp tu luyện mới là tốt nhất đây. Kỷ Linh áo trắng lập tức rời khỏi Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, chỉ còn lại có Kỷ Linh áo bào màu đen đang ở trong tháp, đồng dạng duy trì tốc độ chảy thời gian 50 lần. Nguyên thần thứ hai ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp liền tương đối nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Duy trì 50 lần, pháp lực của ta tiêu hao khá lớn, bất quá so với vừa rồi thì nhẹ nhõm hơn nhiều. 60 lần, pháp lực tiêu hao khá nhanh. 70 lần nữa, gấp 100 lần có chút khó khăn. 200 lần tiêu hao quá nhanh rồi. 300 lần tiêu hao cực kỳ kinh người. Bởi vì cân nhắc tinh tường, điên cuồng tăng lên tốc độ chảy của thời gian, 400 lần, 500 lần, 600 lần, 1000 lần. Lúc tăng lên tới 1000 lần, pháp lực trong một cái hô hấp liền tiêu hao một nửa. Sợ tới mức Kỷ Linh liền dừng lại. Nguyên lai tốc độ chảy thời gian của Khuy Thiên Thái Hạo Tháp tăng lên là có cực hạn. Kỷ Linh bằng vào khống chế đối với pháp bảo cũng đã minh bạch cực hạn của pháp bảo này, âm thầm mà gật đầu. Dựa theo ta cảm ứng đến xem, 1000 lần là cực hạn. Bất quá 1000 lần tốc độ chảy thời gian, ta chỉ có thể kéo dài 2 cái hô hấp thời gian. Ta tu luyện là cần thời gian dài tu luyện, ít nhất phải duy trì ngoại giới 100 năm. Ngoại giới 100 năm, như vậy ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp ít nhất mất mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Nếu như tiêu hao quá nhanh, có bao nhiêu đan dược cũng chịu không nổi. Tính toán một phen, cộng thêm hạo kiếp sắp tới gần, Kỷ Linh quyết định mạo hiểm duy trì tốc độ chảy thời gian gấp 100 lần. Tốc độ chảy thời gian gấp 100 lần, ta chuẩn bị một chút Đại La Tiên Đan, hẳn đủ có thể duy trì thời gian dài. Hiện tại cũng nên trở về tam giới rồi. Kỷ Linh áo trắng thu Khuy Thiên Thái Hạo Tháp lại, lập tức rời khỏi thế giới La Tù. Nguyên thần thứ hai ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp cần cù mà ngộ đạo. Mục đích của Kỷ Linh chính là muốn ngộ ra một thiên đạo, chỉ có trở lại tam giới mới có thể ngộ đạo. Ở trong hỗn độn vô tận là không có cách nào ngộ ra đạo được. Một khi ngộ ra thiên đạo, như vậy mình có hy vọng trở thành tổ tiên, tổ thần, thực lực tuyệt đối siêu việt cấp độ lãnh tụ. Bất quá Kỷ Linh không dám tự mãn. Vạn Ma Chi Chủ là tổ thần, năm đó có thể từ trong tay Nữ Oa Nương Nương thành tựu thế giới thần mà chạy thoát, cũng là một vị để cho Kỷ Linh phải kiêng kỵ nhất. Hơn nữa, thượng cổ phá diệt cho tới bây giờ đã qua hơn một nửa hỗn độn kỷ nguyên, thời gian dài dòng buồn chán như thế, một tiểu nhân vật cũng có thể trở thành đại năng giả. Thực lực chân chính của hai trận doanh không đến quyết chiến cuối cùng chỉ sợ rất khó nhìn rõ. Hơn nữa, ngọn nguồn của trường hạo kiếp này rốt cuộc là vì cái gì đây? Như trước là một mảnh sương mù không thể hiểu rõ được. Tuy đã đứng ở đỉnh phong của tam giới, thế nhưng Kỷ Linh như trước muốn leo lên thật cao. Vù vù, trong hư không vô tận, Kỷ Linh trống rỗng xuất hiện, nhìn Thái Dương Tinh phía xa kia, lại nhìn Thái Âm Tinh lạnh như băng một chút. Tam giới, Kỷ Linh nhẹ giọng tự nói, lập tức lấy ra tín phù, quán thâu pháp lực thông chi cho sư phụ. Đổ nhi, thanh âm của Bồ Đề vang lên ở hư không chung quanh. Sư phụ, còn muốn trở về Tàng Nguyệt Đại Thế Giới một chuyến. Kỷ Linh nói. Được. Lập tức trong hư không bên cạnh xuất hiện một vòng xoáy. Kỷ Linh mắt nhìn vòng xoáy hư không, hôm nay hắn là lần cảm giác được cái vòng xoáy này ngoại trừ không gian biến ảo còn có thời gian biến ảo rất nhỏ. Tàng Nguyệt đại thế giới cùng đại thế giới khác của tam giới là ở thời gian duy độ bất đồng, khiến cho đại năng giả khác căn bản không có cách nào tiến vào Tàng Nguyệt đại thế giới được. Bước vào vòng xoáy không gian, Kỷ Linh rời khỏi hư không vô tận. Trời xanh mây trắng, Kỷ Linh xuất hiện ở giữa không trung. Sao vậy? Kỷ Linh kinh ngạc nhìn phía dưới, xa xa là một hòn đảo cực kỳ xinh đẹp. Sư phụ, vậy mà dẫn độ ta tới đây sao? Kỷ Linh rất kinh ngạc, hắn cho rằng vòng xoáy không gian kia trực tiếp đi thông tới Phương Thốn Sơn. Ồ, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, còn có con gái Minh Nguyệt của ta, vậy mà cũng ở trên hòn đảo này ư? Kỷ Linh càng thêm giật mình. Nguyên thần thứ hai của hắn còn có một phân thân là đi theo con gái. Bất quá cái phân thân kia yên lặng mà tiềm tu, con gái không gặp nguy hiểm, phân thân của nguyên thần thứ hai kia sẽ không hiện thân. Mà bây giờ Kỷ Linh phát hiện phân thân của mình ở đây, hiển nhiên con gái Tiểu Thanh, Bạch Thúc cũng đang ở đây. Hôm nay Minh Nguyệt đã là thiên tiên, vì sao sẽ ở trên hòn đảo này vậy? Bình thường sư phụ sẽ dẫn ta đến Phương Thốn Sơn, vì sao lần này lại dẫn ta đến đây vậy? Trong lòng Kỷ Linh hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn bay xuống. Ở lúc gần bay tới hòn đảo kia, Kỷ Linh ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn nhìn kỹ hòn đảo xinh đẹp kia, lại phảng phất như nhìn một quái vật đáng sợ. Trận pháp này cực kỳ che giấu, chỉ là ta cảm ứng được cũng đáng sợ như vậy thôi. Trong lòng Kỷ Linh kiêng kỵ, hắn đã là cấp độ lãnh tụ, lại ở trên hòn đảo ẩn ẩn cảm giác được uy hiếp. Đồ Nhi, mau vào đi. Thanh âm của Bồ Đề vang lên. Vâng. Kỷ Linh nhanh chóng đáp xuống. Tuy hòn đảo ẩn núp lấy đại lượng trận pháp đáng sợ, lại không có ngăn cản Kỷ Linh. Kỷ Linh đơn giản mà đáp xuống trên bờ cát, liếc mắt liền chứng kiến xa xa một ít tu tiên giả phi hành ở trên không hòn đảo, còn có chút cung điện liên tiếp tản ra uy áp kinh người. Đây không phải là Tiêu Giao Tiên Cung của Tiêu Giao Đạo Tổ hay sao? Đây chính là Tiên Tiên Động Thiên cực phẩm, còn đó là Tam Giới Du Long Thuyền của Tuyết Long Đạo Tổ ư? Kỷ Linh đã đặt nửa bước chân vào cánh cửa tổ thần, thiên lực kinh người, ánh mắt đảo qua liền thấy được một ít tiên cung, phi thuyền và mê trận vang danh tam giới. Rất nhiều bảo vật đều là của chân thần đạo tổ, cực kỳ am hiểu về phòng thủ. Sư muội, ngươi xem, kìa chính là Bắc Minh Kiếm Tiên. Ồ, hắn chính là Kỷ Linh sao? Ta nghe cha nói Bắc Minh Kiếm Tiên này kiếm thật kinh người, thậm chí có 102 trong tam giới, thực lực so với phụ thân cũng là tương đương. Có 102 tam giới cũng có chút khoa trương, hắn chỉ là luyện thành ngũ bảo kiếm thuật, kiếm lực vẫn chỉ là tầng thứ tư. Hơn nữa bản tôn của hắn còn bị Vô Gian Môn diệt sát đi, mượn nhờ Vạn Vật Sứ Giả, thực lực của hắn có lẽ có thể tương đương sư tôn. Nhưng ta nghe nói Vạn Vật Sứ Giả đã bị phá hỏng rồi, bản tôn của hắn thì lại bị giết đi. Hiện tại so sánh với sư tôn nữ còn kém xa, hắn cũng là sinh không gặp thời. Nếu như sinh sớm trên vạn năm, chỉ sợ thành tựu liền cao hơn sư phụ rất nhiều. Xem kìa, người kia chính là Kỷ Linh. Sao? Bắc Minh Kiếm Tiên ư? Đáng tiếc, nghe nói hắn bị Vô Gian Môn ám sát mà. Ám Quang Kiếm Chủ kia động thủ, nghe nói là bị Hậu Nghệ giết chết rồi. Hậu Nghệ thực sự lợi hại, không dùng cung tiễn, cầm một búa liền giết chết Ám Quang Kiếm Chủ. Ta nghe sư tổ nói Kỷ Linh thiên phú kinh người, không thua gì Hậu Nghệ đâu. Vậy ư? Có lẽ vậy. Thế nhưng Kỷ Linh vẫn không có cách nào so sánh được với Hậu Nghệ, chênh lệch quá xa. Nếu như là trước đó bản tôn của hắn còn sống, tu luyện trên trăm vạn năm, có lẽ có cơ hội so sánh với Hậu Nghệ. Hiện tại rốt cuộc không có hy vọng gì. Đáng tiếc, thật đáng tiếc mà. Kỷ Linh xuất hiện ở trên hòn đảo. Trên hòn đảo này có rất nhiều tiên nhân, cộng thêm hòn đảo tổng cộng chỉ có mấy chục vạn dặm. Không ít tiên nhân đều phát hiện Kỷ Linh, bọn hắn đều cảm thấy đáng tiếc thay cho Kỷ Linh, cảm thấy Kỷ Linh sinh không gặp thời. Bọn hắn đều thừa nhận thiên phú của Kỷ Linh cực kỳ kinh người, chỉ là Kỷ Linh sinh ra quá muộn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiều bảo vật như vậy xuất hiện ở đây, thêm vào đó trên hòn đảo còn che giấu trận pháp, hơn nữa lại rất đáng sợ. Trong lòng Kỷ Linh tràn đầy nghi hoặc. Tiên nhân, thậm chí là thiên thần chân tiên ở đây, không ít đều là hậu duệ của đại năng giả. Nhanh, đến bên này. Một đạo khí thức chuyển đến, Kỷ Linh men theo khí thức nhìn lại, trong mắt có ánh nến thiêu đốt, thấy được chỗ xa xa có một đạo quan bình thường. Là sư phụ ư? Kỷ Linh càng khiếp sợ, đạo quan này đúng là đạo quan của Bồ Đề lão tổ. Trải qua vô tận tuế nguyệt, đạo quan một mực ở trên Phương Thốn Sơn, vì sao lại xuất hiện ở trên hòn đảo này? Vèo, Kỷ Linh lập tức bay đi, bay qua hơn 10 vạn dặm, đáp xuống trước đạo quan. Xin bái kiến sư thúc. Trước đạo quan như cũ là hai vị đồng tử Thanh Thủy và Bạch Hà. Hai đồng tử cung kính hô lên, trong mắt còn mang theo một ít hiếu kỳ, khâm phục và nhìn Kỷ Linh. Trong lòng Kỷ Linh buông lỏng, nhìn bộ dáng của hai đồng tử này, có lẽ hết thảy đều rất bình thường. Kỷ Linh đi vào trong đạo quan, rất nhanh liền thấy được Bồ Đề lão tổ khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bái kiến sư phụ. Kỷ Linh đi qua cung kính mà hành lễ. Mau ngồi đi. Bồ Đề mỉm cười nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh khoanh chân mà ngồi nhìn sư phụ. Sao, không cảm thấy hiếu kỳ sao? Bồ Đề nhìn Kỷ Linh. Dạ, đương nhiên rất là hiếu kỳ. Kỷ Linh gật đầu. Tàng Nguyệt Đại Thế Giới trước kia cũng không có hòn đảo này, hiện tại đột nhiên lại hiện ra hòn đảo như thế, thậm chí trận pháp lại đáng sợ như vậy. Còn có động thiên pháp bảo, cung điện, phi thuyền của chư vị đại năng, còn có đại lượng hậu bối, đệ tử ở đây, đặc biệt là sư phụ, vậy mà cũng rời đạo quan tới đây. Sư phụ, chẳng lẽ ở đây được đại năng giả của tam giới coi như là nơi tị nạn hay sao? Kỷ Linh nhíu mày. Bồ Đề gật đầu nói, ở đây đích thực là nơi tị nạn. Trong lòng Kỷ Linh bất an. Sư phụ, Phật Tổ Như Lai, đạo môn Tam Thanh đạo nhân, còn có Thượng Cổ hoàng tộc, tất cả đều có thủ đoạn bảo vệ tốt hậu bối đệ tử, hẳn không khó. Vì sao hiện tại toàn bộ lại chuyển qua Tàng Nguyệt Đại Thế Giới này? Kỷ Linh hỏi. Chẳng lẽ hiện tại thế cục đã tồi tệ thành như thế vậy rồi sao? Thế cục hoàn toàn chính xác là ác liệt, hiện tại làm như vậy chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Bồ Đề nói. Sao, thế cục ác liệt ư? Kỷ Linh cả kinh. Mình ở trong thế giới lao tù mới 6 năm, ngoại giới vậy mà đã phát sinh biến hóa lớn đến như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kỷ Linh liền truy vấn. Người nghe vi sư nói tỉ mỉ đây. Bồ Đề nói. Năm đó Vô Gian Môn đột nhiên ra tay với ngươi. Sau khi song phương đàm phán, bọn hắn ở trong khí vận chi tranh, không còn vận dụng vạn vật sứ giả. Người cũng không thể trộn lẫn vào trong số mệnh chi tranh được. Những ngày tiếp theo là song phương chiến tranh giới vực, hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng ở nửa năm trước đây. Kỷ Linh âm thầm cả kinh. Nửa năm trước phát sinh biến cố ư? Nửa năm trước Tam Thanh đạo nhân cảm thấy chúng ta cùng Vô Gian Môn đấu càng thêm lợi hại. Một khi số mệnh chi tranh chấm dứt đi, đó chính là quyết chiến cuối cùng. Mà hôm nay trừ hai đại trận doanh chúng ta cùng Vô Gian Môn ra, còn có hai cỗ thế lực khác. Không giải quyết hai cỗ thế lực này, rất có thể bị bọn hắn ngư ông mà đắc lợi. Sao, hai cỗ thế lực khác ư? Kỷ Linh khẽ giật mình. Một là môn phái của Nguyên lão nhân. Bồ Đề lão tổ nói. Nguyên Hà Tứ Tổ nhất phái thực lực không tính là cường đại. Ở trước khi quyết chiến cuối cùng, bọn họ nhất định phải lựa chọn một phương trận doanh. Chút thực lực của bọn hắn muốn ngư ông đắc lợi kỳ thực là không đủ. Thứ hai chính là Thượng Cổ Phế Tích kia. Bồ Đề lão tổ trịnh trọng nói. Kỷ Linh bỗng nhiên bừng tỉnh. Thượng Cổ Phế Tích cư? Đúng vậy, là Thượng Cổ Phế Tích. Mình quá chú ý vào Vô Gian Môn, cũng đã sắp quên mất Thượng Cổ Phế Tích kia rồi. Năm đó bị lưu đày đến tịch diệt chi vực, bị đoạn giác thế giới trong Thượng Cổ Phế Tích tập kết. Cuối cùng vẫn là sư phụ Bồ Đề ra tay diệt sát ba đầu mẫu hoàng. Đoạn giác thế giới kia chỉ là một cỗ thế lực trong đó. Nếu như toàn bộ Thượng Cổ Phế Tích liên hợp lại là cực kỳ cường đại. Chân Thần đạo tổ cũng không dám tự tiện xông vào, sơ sẩy sẽ vất đi tính mạng. Thượng Cổ Phế Tích là lực lượng cường đại hơn Nguyên Hà Tứ Tổ rất nhiều. Bồ Đề lão tổ tiếp tục nói. Năm đó Thượng Cổ phá diệt đại chiến kết thúc, Nữ Oa Nương Nương bức bách những hỗn độn dị tộc kia vào Thượng Cổ Phế Tích, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Kỷ Linh gật đầu. Hoàn cảnh của Thượng Cổ Phế Tích rất ác liệt, không gian thác loạn, thời không thì hỗn loạn. Chỉ cần bản thân hoàn cảnh nguy hiểm, lâm vào một ít không gian nghiền nát, thiên thần chân tiên cũng có thể vứt đi tính mạng của bản thân. Lúc trước Nữ Oa Nương Nương đạt tới cảnh giới bàn cổ thần, quét ngang hết thảy, không ai có thể địch nổi. Sở dĩ nàng ta không có giết những hỗn độn dị tộc kia là muốn lưu lại một vị hàng xóm, để cho chúng ta có thể trong mọi thời khắc sinh tử mà phải tỉnh táo, không dám tự giết hại lẫn nhau. Thậm chí còn ẩn ẩn bức bách chúng ta không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh hơn. Nữ Oa Nương Nương làm như vậy là vô cùng đúng đắn, chúng ta cũng rất đồng ý. Cần biết ở thời Thượng Cổ, bởi vì không có kẻ thù bên ngoài, chúng ta ngược lại này nội đấu, không biết bao nhiêu đại năng giả, thiên thần chết ở trong nội đấu đó. Nữ Oa Nương Nương giữ lại những hỗn độn dị tộc kia, chúng ta liền không có đại quy mô nội đấu với nhau. Bồ Đề nói, thậm chí thường xuyên có cường giả tam giới tiến vào thượng cổ phế tích tôi luyện, khiến cho tiên ma của trận doanh nữ oa chúng ta thực lực một mực tăng lên, liên tiếp sinh ra chân thần đạo tổ mạnh hơn. Kỷ Linh gật đầu, có ngoại lực uy hiếp hoàn toàn chính xác sẽ khiến cho bên mình rất đoàn kết. Lần này Tam Thanh đạo nhân cảm thấy trước khi cùng Vô Gian Môn tiến hành quyết chiến cuối cùng phải giải quyết thượng cổ phế tích kia. Bồ Đề lão tổ nói, chút ít hỗn độn dị tộc ở thượng cổ phế tích kia sinh hoạt ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, một mực mơ ước muốn đi vào tam giới của chúng ta. Một khi chúng ta cùng Vô Gian Môn lưỡng bại câu thương, hỗn độn dị tộc ở thượng cổ phế tích nhất định sẽ qua đây. Không sai, đúng là như vậy. Kỷ Linh cũng đồng ý. Khi chúng ta cùng Vô Gian Môn nói chuyện này, hai đại trận doanh quyết chiến khó mà tránh khỏi. Thế nhưng bên cạnh đó, tai họa ngầm vẫn phải giải quyết sạch sẽ thì là tốt hơn. Bồ Đề lão tổ lại nói, thế nhưng mà Vô Gian Môn căn bản không muốn ra tay đối phó với thượng cổ phế tích kia. Sao? Bọn hắn không muốn ư? Kỷ Linh nghi hoặc, có ý tứ gì đây? Vô Gian Môn là muốn chúng ta tự đi làm ư? Để cho trận doanh nữ oa chúng ta tiêu hao thực lực bản thân ư? Thế nhưng ai cũng không ngu, Vô Gian Môn có lẽ cũng minh bạch, không giải quyết thượng cổ phế tích kia căn bản không có cách nào an tâm mà quyết chiến được. Không có đơn giản như người nghĩ đâu. Bồ Đề lắc đầu nói, ta cùng với mấy vị đại năng giả yên lặng dò xét, lại phát hiện ra trong thượng cổ phế tích kia đã có thêm rất nhiều trận pháp đáng sợ, mà những trận pháp này Phục Hy từ trong đó nhìn ra thủ bút của Hoàn Mộc Chi Chủ. Sư phụ, sao? Kỷ Linh kinh hãi, người nói là ở trong thượng cổ phế tích kia có rất nhiều trận pháp ư? Mà trận pháp đó là do Hoàn Mộc Chi Chủ bố trí ra sao? Bồ Đề gật đầu, chúng ta có 9 thành nắm chắc thượng cổ phế tích sớm đã âm thầm liên minh với Vô Gian Môn rồi. Trong mắt Bồ Đề có lãnh ý, những Vô Gian Môn này năm đó chúng ta cho phép bọn hắn ở lại tam giới, thế nhưng bây giờ bọn hắn vì chiến thắng đi cấu kết với những hỗn độn dị tộc kia, bọn hắn lại quên mất rằng năm đó hai đại hỗn độn thế giới quyết chiến đều là những hỗn độn dị tộc này châm ngòi ly gián. Bất quá lại nói tiếp, những Vô Gian Môn này đối với chúng ta mà nói cũng là dị tộc mà thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Kỷ Linh liền hỏi, người cũng thấy rồi đấy, Tàng Nguyệt Đại Thế Giới đã là nơi tị nạn. Bồ Đề lãnh đạm nói, chúng ta đã phái ra đại năng giả giết vào thượng cổ phế tích rồi, cho đến diệt sát hết thảy hỗn độn dị tộc trong thượng cổ phế tích. Sao? Diệt sát tất cả hỗn độn dị tộc ư? Kỷ Linh lo lắng nói, liệu có nắm chắc không vậy? Thượng cổ phế tích cùng Vô Gian Môn liên minh, đương nhiên không dám nói có 10 phần nắm chắc rồi. Bồ Đề nói, bất quá lần này chúng ta phái ra đội ngũ đại năng giả, đầu lĩnh chính là Phục Hy cùng Như Lai. Phục Hy am hiểu trận pháp, am hiểu kiềm chế địch nhân. Phật Tổ Như Lai càng là phòng ngự cao minh, am hiểu ứng đối tình huống nguy hiểm. Hai người bọn họ dẫn đầu đội ngũ này, cho dù gặp được một ít nguy hiểm đặc thù cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian ngắn, đủ để chèo chống đến khi bên chúng ta tiến đến trợ giúp thì thôi. Kỷ Linh nhẹ giọng thở ra, Phục Hy Thị tam giới đệ nhất trận pháp, Như Lai thân thể phòng ngự có thể nói cũng là đệ nhất. Lần này hai người bọn họ dẫn đầu, mặt khác còn có 19 tên đạo tổ, có đạo tổ đỉnh phong cũng có đạo tổ bình thường. Bọn họ cùng một chỗ hành động, có điều lại phân thành 4 tiểu đội, đồng thời hành động với nhau, đồng thời đối phó với từng thế giới. Sao? Đối phó từng thế giới ư? Kỷ Linh nghi hoặc, đúng vậy, thượng cổ phế tích có rất nhiều thế giới. Bồ Đề tiếp tục nói, năm đó ngươi gặp được đoạn giác thế giới chỉ là một cái rất bình thường, chúng ta cũng không rõ ràng lắm một ít nguy hiểm. Đại năng giả dị tộc của thượng cổ phế tích đến cùng tiềm ẩn ở nơi nào, chỉ có thể nghiền áp từng thế giới một, bọn họ lúc công kích các thế giới sẽ biết được thôi. Sở dĩ phân thành 4 tiểu đội là lo lắng có chút trận pháp và bẫy dập mà thôi. 4 tiểu đội đồng thời tiến công một thế giới, mặc dù tiểu đội nào lâm vào trận pháp cấm chế, 3 tiểu đội kia sẽ lập tức biết được, sẽ có đề phòng, cũng có thể đi cứu viện. Mặc dù Vô Gian Môn thượng cổ phế tích có bẫy dập gì, cũng không trong một thoáng chốc có thể giết được tất cả. Kỷ Linh gật đầu, trầm mặc một lúc mới trịnh trọng nói, sư phụ, con muốn đi thượng cổ phế tích kia. Sao? Người cũng muốn tham chiến nữa? Bồ Đề sững sờ. Kỷ Linh trịnh trọng gật đầu. Bồ Đề vốn trầm mặc, sau đó liền nhìn Kỷ Linh. Thượng cổ phế tích không gian thắc loạn, thời không hỗn loạn. Hiện tại bọn họ đang ở một thế giới rất nguy hiểm. Bây giờ ngươi đi qua, đầu tiên chính là tụ hợp với bọn họ. Nhưng chúng ta không có cách nào lấy được vị trí không gian rõ ràng, bởi vì vòng trong của thượng cổ phế tích quá hỗn loạn. Chỉ có thể nói cho người biết vị trí đại khái. Sẽ rất nguy hiểm đấy. Bồ Đề nói như vậy cũng là hy vọng Kỷ Linh biết khó mà lui. Dù sao hắn biết rõ vạn vật sứ giả của Kỷ Linh đã bị hao tổn rồi. Đệ tử nắm chắc mà. Kỷ Linh nhìn sư phụ, trong mắt ẩn ẩn hiện ra một mũi kiếm. Chứng kiến ánh kiếm bảy màu lóe lên rồi biến mất kia trong mắt Kỷ Linh, Bồ Đề lão tổ cũng phải kinh sợ. Lã Đồng Tân hiểu được thái cực chi lực tầng thứ 5 đã rất lợi hại rồi, mà Kỷ Linh bây giờ là kiếm lực đạt tới tầng thứ 5. Cần biết ám quang kiếm chủ kia sở dĩ ám sát lợi hại, thậm chí một kiếm hủy diệt thần thể của Kỷ Linh lúc trước, chính là kiếm lực cao minh. Mà Kỷ Linh lại bất đồng, khác với ám quang kiếm chủ, kiếm chiêu của Kỷ Linh đã vượt qua cực hạn của thiên đạo. Chỉ cần kiếm thuật bậc này, Kỷ Linh đã tiếp cận thực lực đẳng cấp lãnh tụ rồi. Thật không nghĩ tới, chỉ trong một cái chớp mắt, thực lực của ngươi đã đạt tới độ cao như vậy rồi. Bồ Đề lão tổ nói. Xem ra sư phụ đã quá lo lắng. Cũng tốt thôi, người có thuật phân thân, đi thượng cổ phế tích sông sáo cũng không có gì cả. Kỷ Linh gật đầu. Vậy đệ tử trước đi gặp con gái đã. Con gái của ngươi Minh Nguyệt một mực rất lo lắng cho ngươi, ngươi cũng nên đi gặp nó một chút đi. Bồ Đề nói. Lo lắng ư? Kỷ Linh khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền rời đi. Nhìn bóng lưng Kỷ Linh rời đi, Bồ Đề vuốt râu cười. Năm đó lão đạo ta xem ra đã đúng rồi. So sánh tâm lực, Kỷ Linh có thể xem như đệ nhất. Ngắn ngủi chưa đủ ngàn năm, kiếm thuật đến cảnh giới như vậy, bằng kiếm thuật này đủ để khinh thường tam giới rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 149 của bộ truyện Tiên hiệp Mãng Hoàng Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.